Với loại nước thần này, chỉ sau một đêm, muộn ẩn li ti sẽ bị quét sạch hết. Gần đây, chị em truyền tay nhau công thức thần thánh, đáy banh muộn ẩn, muộn li ti ở trán, cằm và hai bên cánh mũi. Dưới đây tất cả là những gì bạn cần phải làm để đánh bay chúng. 1. Nguyên liệu cần chuẩn bị: 0,5kg nha đam, 7 quả chanh, 1 lít rượu trắng 20 độ, 1 lọ thủy tinh hoặc 1 chai nhựa để đựng. Công dụng: nha đam có nhiều đặc tính như kháng khuẩn, chống viêm, làm se, ức chế đau đớn, giảm sẹo và kích thích các tế bào tăng trưởng, giúp điều trị mụn trứng cá rất hiệu quả từ tự nhiên. Với hàm lượng vitamin C và chất chống oxy hóa phong phú, chanh có thể dùng rất tốt trong việc điều trị mụn trứng cá và chăm sóc da sau mụn. Rượu có tác dụng làm trắng da, nhờ hiệu quả khả năng tẩy tế bào chết. Và bên cạnh đó, rượu còn giúp da khỏe mạnh và nhanh tái sinh, từ đó da sẽ trắng mịn một cách tự nhiên. Khi kết hợp cả ba nguyên liệu này với nhau, hỗn hợp này sẽ có thể tiêu diệt được mụn cám, mụn ẩn, xé khít lỗ chân lông và làm cho da trở nên trắng hồng. 3. Cách làm. Đầu tiên, rửa sạch chanh, nha đam rồi để ráo nước. Chanh thái thành những lát mỏng, nha đam cắt hai bên cạnh, bỏ vỏ xanh rồi cắt thành từng khúc khoảng 2-3cm. Đổ rượu vào lọ đã chuẩn bị sẵn, rồi sau đó bỏ chanh và nha đam vào bên trong, rắc lên đó là một thìa muối nhỏ và đậy kín nắp để trong 2 tuần. 4. Cách sử dụng. Rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt và nước ấm để loại bỏ hết tất cả các bụi bẩn bám ở trên da và lỗ chân lông được giãn nở. Lấy 2-3 thìa hỗn hợp trên thoa lên mặt, dùng tay massage nhẹ và để hỗn hợp thấm sâu vào các tế bào. Sau đó, để hỗn hợp lưu lại trên da mặt cho đến khi khô lại, không cần rửa lại mặt bằng nước vì dưỡng chất này không gây nhờn và dính, để thẩm thấu da thì sẽ tốt hơn. Bạn nên sử dụng hỗn hợp này 2 lần một ngày, vào buổi sáng mỗi khi thức dậy và vào buổi tối trước khi đi ngủ để đạt được hiệu quả tốt nhất. Sau 2 tuần kiên trì, mụn ẩn, mụn li ti, thậm chí là mụn đầu đen và lỗ chân lông cũng sẽ biến mất không còn một dấu tích.